Câu chuyện ngày hôm qua thì đang vô cùng hấp dẫn. Chắc chắn là khi bạn làm điều ác sẽ gặp phải báo ứng mà thôi. Vậy thì ông Bình, ông Toàn trong câu chuyện này khi trai trẻ đã làm cái chuyện gì mà bây giờ lại hồn ma lại tìm đến báo oán? Hãy cùng Đảo Kinh Dị đón xem trong video ngày hôm nay. Và anh em đừng quên nhấn nút like video này ngay và luôn nhé, bởi vì nó miễn phí mà. Chuyện ma nhân quả luân hồi, tập cuối, chương 4, kể chuyện quá khứ. Tầm 9 giờ sáng thì Nhật qua thăm ông Bình. Anh đem theo con cá lóc qua cho ông Bình kho ăn. Hai bố con ngồi nói chuyện thì anh Nhật mới hỏi: "Bố, tối qua bố không ngủ được hay sao mà mắt thâm quầng lên thế kia? Dạo này nhìn bố kém lắm bố ạ. Hay là chuyển qua ở với vợ chồng con cho chúng con tiện chăm sóc?" Ông Bình mới hớp miếng nước chè rồi đáp: "Thôi con ạ, bố sống thế này quen rồi. Bây giờ mà bảo bố qua nhà chúng mày, bố không có chịu được đâu. Chúng mày mua cho bố mấy con gà, bố ra vào chăm chúng nó là được rồi. Có mấy con vật làm bạn thì cũng vui mà." Nghe ông Bình nói như vậy thì Bình cũng không có khuyên nữa. Lần này cậu mới nhớ tới lời bác gái nói hôm qua: "À bố này, hôm qua con gặp bác gái hàng xóm ấy. Bác ấy bảo là mấy đêm trước thấy có ai cứ đi lảng vảng trong vườn nhà mình đó bố ơi. Tối bố đi ngủ nhớ cài then cửa cẩn thận đó nha. Thế con đốm nó không sủa à bố?" Ông Bình nghe con trai mình hỏi như vậy thì giật mình cái thót. Hôm qua có người đi trước nhà thì ông biết, còn từ trước tới giờ thì ông không có để ý nữa cơ. Này nghe con nói như vậy ông sợ hãi vô cùng. Tuy nhiên là trước mặt con, ông vẫn không nói ra chuyện gì. Ông giả vờ ho lên mấy cái rồi mới đáp: "À chắc là không phải đâu con à. Có khi bác gái bác ấy hoa mắt thôi. Mấy này còn đốm bố cột ngay cửa. Nếu mà có người thì nó sủa rồi đó." Anh Nhật nghe bố nói như vậy cũng yên tâm, dặn dò ông Bình vài câu nữa rồi mới ra về. Ông tính qua bên nhà ông Toàn bạn thân, nhưng mà xa quá thì không đi được. Kêu con chở đi thì không có tiện nên đành thôi. Ông Bình đóng cửa nhà rồi đội cái mũ cối đi ra ngoài. Ông đến một ngôi chùa cách nhà 3 km xin mấy lá bùa về dán ở cửa. Tối đó ông Bình an tâm hơn khi mà có mấy lá bùa dán. Ông nằm ngủ ngon lành vì tối qua mất ngủ. Nhưng mà tối nay con đốm nó rất là lạ. Nó cứ nằm ở bên ngoài rên ư ử lên từng hồi như là bị thứ gì đó dọa cho sợ vậy. Ông Bình nằm trong nhà cũng nghe thấy nhưng mà ông bỏ ngoài tai. Rồi đâu đó tầm 1 giờ sáng bên ngoài nhà ông Bình có tiếng hét vang lên thất thành. Cái không gian im ắng bị tiếng hét đó làm cho xáo trộn. Ông Bình mới giật mình tỉnh dậy, mồ hôi tự nhiên vã ra như tắm. Ông nhận ra tiếng hét đó không khác gì tiếng hét của người con gái 20 năm trước đây. Ông Bình không ngủ được nữa. Sáng sớm trời vừa sáng là ông tỉnh dậy, mở toang cửa ra. Mấy lá bùa dán bên cửa bị cháy xém một góc. Trên đó dính đầy máu tươi. Dưới đất thì lại là những dấu bàn chân đầy máu đỏ. Con đốm thì nằm ngủ ngon lành ngay cửa. Ông Bình mới bực mình đá cho nó một cái rồi quát: "Cái đồ ăn hại, nuôi mày ăn cho béo, để mà trông nhà mà ai vào cũng không sủa là sao?" Con đốm bị đá đau kêu lên ằng ẳng mấy tiếng, ánh mắt cúi xuống giống như là vô tội vậy. Ông Bình tức giận quay đi, xách xô nước vào rửa mấy cái vết máu đỏ. Ông lại lắp cáp đi bộ ra chùa xin thêm mấy lá bùa nữa về dán. Tầm 9 giờ tối hôm đó, ông Bình đang chuẩn bị đi ngủ thì bên ngoài cổng vang lên tiếng ai đó gọi mình: "Anh Bình ơi, có nhà không đó? Bọn tôi qua thăm anh đây này." Ông Bình nghe ra giọng mấy ông già trong xóm gọi thì mới ới lên: Có, tôi đây, đợi tôi một tí." Ông đi ra mở cổng. Ngoài cổng là 3 người, 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ. Đó thì là bác gái với bác Hà và bác Mạnh. Ông Bình thấy họ muộn vậy còn tới mới liền hỏi thăm: Mấy ông bà muộn thế còn đến nhà tôi cơ à? Có chuyện gì mà vui thế?" Bác gái đáp: "Nay họp mặt cựu chiến binh xóm nên tụi tôi về muộn quá à. Mà thấy nhà bác đang có đèn nên ghé vào chơi với bác tí. Mấy hôm nghe bác bị bệnh mà chưa có qua thăm. Ba bọn tôi biếu bác cân đường hộp sữa, chúc bác mau khỏi bệnh." Ông Bình thì ngần ngừ nhận lấy túi đồ từ tay đưa qua rồi mới trả lời: Vâng, tôi xin cảm ơn ba bác nha. Ôi trời, đi thăm tôi là được rồi, còn qua cáp làm cái gì cho tốn thêm tiền. Đợi thôi một tí, tôi pha ấm trà đã." Ông vội xuống bếp lấy cái ấm pha trà lên, pha một ấm trà nóng. Bác Hà thì nói:
Anh em ta làm ván cờ đi, lâu lắm rồi chưa đánh cờ với nhau. Ông Bình mới lấy ra một bộ cờ tướng đặt lên bàn. Bác gái trả lời: Thôi, tôi về trước, sáng mai còn đi chợ sớm. Hai bác chơi rồi về sau đó nha. Bác gái ra về, còn ba ông già ngồi nhâm nhi ấm trà với bàn cờ. Bác Hà đang đánh cờ đột nhiên đứng dậy: Hai bác chơi đi, tôi đi vệ sinh một tí rồi quay lại. Bác Hà nói xong thì đi ra ngoài vườn nhà ông Bình giải quyết. Đang miên man thì trên cây nhãn ngay chỗ bác Hà đi vệ sinh có tiếng lá xào xạc như có một thứ gì đó trèo lên vậy. Bác Hà mới ngẩng đầu nhìn lên, cái cây nhãn trụi lá gần hết rồi nên bác thấy rõ mồn một, một người đang ngồi vắt vẻo trên đó, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía bác. Bác Hà sợ quá quay lưng định chạy, miệng há lớn ra để hét nhưng mà không có tài nào hét lên được. Chân bác như có một sợi dây vô hình kéo lại vậy. Rồi bác Hà ngã úp mặt xuống đất. Phía sau bác, cái người vừa nãy còn trên cây bây giờ đã đứng phía sau lưng. Rồi bất chợt nó nhảy lên người bác Hà rồi biến mất. Ánh mắt bác Hà cùng lúc đó bỗng đỏ lóe lên rồi quay trở lại bình thường. Miệng cười nhếch lên như đã thỏa mãn được điều gì đó. Bác Hà mới đứng dậy phủi phủi bụi trên người, sau đó đi khập khiễng vào nhà giống như một con robot đang di chuyển. Vào đến cửa thì ông Hà dừng lại, núp phía ngoài cánh cửa, đưa tay xé những lá bùa chống tà mà ông Bình đã dán trước đó, sau đó mới quay trở vào nhà. Ông Bình thấy bác Hà đi lâu quá thì mới còn nói đùa: Ôi trời ơi, tính chạy làng sao? Nay thấy tôi lên tay chưa nào? Ba ông già lại quay xung quanh bàn cờ. Nhân lúc không ai để ý, ông Hà lấy tấm vải màu đen dưới gầm bàn phủ lên bức tượng Quan Âm mà ông Bình vừa đặt mấy hôm nay. Đến hơn 11 giờ khuya thì ba người mới dừng lại. Bác Mạnh với bác Hà chào ông Bình: Thôi, bọn tôi về nha, hôm sau qua bác chơi tiếp, hôm nay đánh thì sướng thật đấy. Ông Bình đi ra đến cổng rồi khép cổng đi vào nhà. Hai ông già kia mỗi người một hướng nên họ chia ra đi. Ông Bình quay vào trong, bỗng cái cây xoài ngay góc vườn rung lên từng hồi như là có người trèo lên vậy. Ông Bình sợ quá chạy thật nhanh vào nhà đóng cửa lại. Sau khi đóng cửa, ông ngồi thu lu một góc ngay dưới chân bức tượng Phật vừa mới tỉnh từ chùa về mấy hôm trước. Trong lòng ông không ngừng run lên vì khi nãy ông nhìn thấy cái người đang trèo trên cây xoài chính là cơn ác mộng của ông mấy ngày gần đây. Đang suy nghĩ thì bỗng bên ngoài cánh cửa nhà nghe tiếng gõ liên tục cành cạch. Ông Bình lại run lên từng hồi, cả người mồ hôi ướt đẫm như vừa mới chui ra từ trong một cái bồn nước vậy. Bỗng tiếng gõ cửa bên ngoài im bặt, một cái tiếng cọt kẹt vang lên. Hai cánh cửa gỗ ông Bình đã dùng một thanh cài bằng gỗ to như cái nắm tay cài lại. Ấy thế mà bây giờ mở toang ra, gió lạnh từ bên ngoài hắt vào kèm theo tiếng vọng như từ địa ngục vang lên vậy. Rồi một người con gái tóc xõa che kín mặt bước vào. Lúc này ông Bình mới hét lên: Cút ra đi, Tao không có sợ mày đâu. Ông Bình nói xong còn ôm cái chân bức tượng Phật. Nhưng mà ông không biết rằng trên khuôn mặt của bức tượng ấy đã bị một tấm vải đen che kín, chẳng thấy cái gì nữa. Còn mà nữ nghe ông Bình dọa thì nó mới cười phá lên: Mày không có ngờ đúng không, 20 năm trước chúng mày làm hại tao ra sao, chắc mày còn nhớ chứ. Mày còn nhớ cái lời nguyền năm đó tao nói dài không? Hôm nay không có ai có thể cứu được mày nữa đâu. Con ma nữ nó nói xong lao đến, vươn đôi tay khẳng khiu đen đúa, nắm lấy cổ ông Bình rồi nhấc bổng lên. Ông Bình cố gắng đưa hai tay mình ra, đập mạnh vào cánh tay con ma nữ, mong nó thả ra, nhưng mà đành bất lực. Còn mà nữ sau khi nhấc được ông lên không trung thì nó cũng không có ý định giết chết ông ngay. Nó mới hạ ông Bình xuống dưới đất rồi đưa cái khuôn mặt gớm ghiếc của nó đến trước mặt ông Bình rồi mới nói: Đây mới chỉ là mở màn mà thôi. Nói xong thân hình ông Bình đột nhiên bị sức mạnh vô hình nhấc bổng ném mạnh vào tường. Đầu ông Bình bị đập mạnh vào tường. Nhưng mà dường như nguồn sức mạnh đó vô cùng kiểm soát, không thể cho ông Bình chết đi ngay. Ông chỉ đau đớn, máu từ trên đầu chảy xuống, ông mới thều thào: giết tôi đi, tha cho gia đình tôi xin cô. Còn ma nữ lại đi đến chỗ ông Bình đang nằm, cúi xuống sát tai ông rồi mới nói tiếp:
Thế mày thử nghĩ xem, năm xưa tao cầu xin chúng mày thì chúng mày có tha mạng cho tao không? Hay là chúng mày hành hạ tao cho đến chết? Hả? Nó hét lên, rồi đột nhiên hai cánh tay của ông Bình bị xoắn mấy vòng. Tiếng sườn vỡ ra nghe rào rạo rợn hết cả người. Ông Bình hét lên trong đau đớn, miệng ông ho ra một ngụm máu đỏ tươi. Nhưng mà những cái đau đớn đó vẫn chưa giết chết được ông Bình. Bây giờ ông chỉ còn chút hơi tàn, đang thoi thóp thều thào, không ngừng mà cầu xin. Giết tôi đi, giết tôi đi, tôi xin cô, xin hãy giết tôi, tha cho con tôi xin cô. Còn ma nữ thì nó không nói gì thêm, cả người ông Bình bị nhấc bổng lên, cái quần ông đang mặc đột nhiên bị bật tung ra. Rồi chuyện gì đến cũng đến, hạ bộ của ông bị cắt ra, máu tươi nhỏ xuống nền nhà tạo thành vũng. Ông Bình đau đớn, lần này thì ngất đi. Ý chí ông dần dần biến mất, rồi cuối cùng là tắt thở. Còn ma nữ nhìn ông cười lên đầy man rợ. Chúng mày đáng chết. Chương 5, tội ác 20 năm trước. Sáng hôm sau thì anh Nhất con trai ông Bình đến. Đã hơn 9 giờ sáng rồi mà chưa thấy ông mở cổng. Anh Nhật mới gọi to. Bố ơi, bố có ở nhà không đấy ạ? Gọi liền mấy hồi mà không thấy tiếng ông đáp lại, anh Nhật lại phải trèo tường đi vào nhà. Vào đến sân thì thấy cánh cửa nhà mở toang ra. Anh Nhật bèn vội vàng đi đến cánh cửa thì từ bên trong nhà bay ra mùi tanh nồng của máu. Anh lao vào thấy ông Bình đang nằm trên vũng máu. Xung quanh máu đã đông lại thành vũng, ruồi thì bâu kín. Anh Nhật mới hét to lên. Bố ơi bố làm sao thế này? Bố ơi, bố tỉnh lại đi bố ơi. Anh Nhật dù có hét thế nào thì ông Bình bây giờ chỉ là một cái xác không hồn mà thôi. Mấy người hàng xóm bên cạnh nghe anh hét lên thì mới liền trèo tường qua. Thấy thảm cảnh đó không ai là không đau lòng. Bây giờ mọi người mới nhận ra miệng ông Bình còn đang ngậm cái cổ quý của chính ông ấy nữa. Mùi máu tươi nồng nặc trong không khí, tiếng nghị luận bàn tán xôn xao vang lên. Thảm cảnh cái chết của ông Bình khiến mọi người nghi ngờ, kẻ giết người, thế là cho công an vào cuộc. Sau khi điều tra thì bên công an cũng vô cùng lúng túng, không biết là kết luận như thế nào về cái chết của ông nữa. Bởi vì hiện trường ngoài dấu vân tay của những người vừa xông vào thì không hề có dấu vân tay nào khác, chứng tỏ rằng ông Bình đã tự vẫn. Nhưng mà điều gì khiến cho ông từ một người đang khỏe mạnh lại có thể tự vẫn một cách ác độc với chính bản thân mình như vậy? Thì đó là dấu hỏi lớn nhất. Anh Nhật mới điện cho bạn bè và người thân của ông Bình đến dự đám tang. Trong đó có ông Toàn là bạn thân của ông Bình. Ông Toàn ban ngày thì về nhà với vợ con, ban đêm thì qua nhà để ngủ, để hương khói cho ông Bình cho đủ 100 ngày mới thôi. Ông Bình mới mất được mấy ngày thì trong nhà luôn có hiện tượng lạ. Bát hương đang bốc khói thì đột nhiên cháy lên dữ dội. Cái khung ảnh thì cứ bị lật úp xuống, kính vỡ tan cả ra. Có đêm anh Nhật còn trông thấy ông Bình về, ông luôn miệng kêu đau đớn, còn dặn anh Nhật chạy đi. Có hôm thì máu chảy ra từ hai hốc mắt ở trên di ảnh của ông Bình. Tối nay anh Nhật cài then cửa để đi ngủ, bỗng bên ngoài con đốm đột nhiên sủa lên inh ỏi. Nó rú lên từng hồi như là có ai đang đánh nó vậy. Anh Nhật ngồi trong nhà quát vọng ra. Đốm, im lặng xem nào, tao ra tao đập cho bây giờ chứ. Nhưng mà giống như con đốm không nghe thấy tiếng quát của anh vậy, nó càng ăn ẳng to hơn. Anh Nhật bực mình đứng dậy mở toang cửa ra. Khi mà vừa mở ra chẳng thấy con đốm đâu hết, chỉ có một cái vệt máu đỏ dài kéo ngoằng ra ngoài vườn. Anh Nhật vội cầm theo cây đèn với cây gậy đi theo vết máu ra ngoài. Khi mà ra đến gốc xoài ngoài vườn thì đột nhiên xác con đốm rơi tòn teng ngay trước mặt anh Nhật. Cả người con đốm toàn là máu, cái đầu thì bị đập cho nát bét. Anh Nhật mới hét lên. Đứa nào mà ác ôn thế này hả? Đứa nào ra đây cho tao? Một tiếng loạt soạt vang lên phía sau lưng. Anh ta mới quay lại, một người con gái đang xõa tóc, đứng cách đó không xa. Trên tay còn cầm theo một vật, giống như là viên gạch vậy. Anh Nhật mới quát lên. Cô là ai? Tại sao vào nhà tôi muộn thế này? Hả? Có tin tôi đập chết cô không hả? Cô gái kia bỗng nhiên cười lên khằng khặc, thoáng cái đã đi đến trước mặt anh Nhật. Nhật nhìn thấy khuôn mặt đó thì giật mình, đánh rơi cả cây đèn trên tay, miệng lắp bắp lùi lại.
có ai không có ma? Khuôn mặt mà Nhật nhìn thấy đó là một khuôn mặt máu me bè bét, không còn phân biệt được đâu là mắt, mũi, đâu là miệng nữa. Từ chuyện đó bây giờ giống một đống bầy nhầy mà thôi. Còn ma nữ mới tiến sát đến mặt Nhật, rồi nói khẽ. Tao là người đòi mạng, trả mạng lại đây. Nói rồi nó nhấc bổng Nhật lên, treo anh vào chính cái sợi dây xích mà dùng để xích con chó đốm. Nhật giãy giụa lên hồi nhưng mà không tài nào thoát ra được. Ý thức dần dần mất đi rồi không còn biết gì thêm nữa. Sáng hôm sau, vợ Nhật thấy chồng mãi không về thì qua tìm. Cô ấy qua nhà thì thấy cửa nhà mở toang, một vệt máu dài trước cửa. Lần theo dấu vết ra ngoài vườn thì vợ Nhật mới hét lên. À, có người chết, có người chết, có ai không có người chết. Hàng xóm nghe thấy tiếng hét chạy qua. Xác một người một chó đang treo vắt vẻo trên cây, trông thật là ghê rợn không thôi. Xác người và chó được hạ xuống, cô vợ Nhật ôm lấy xác chồng mà khóc nghẹn. Ông Toàn bạn thân thì cũng qua chia buồn cùng với gia đình. Sau đám tang Nhật, vợ của anh ta đưa con về ngoại. Căn nhà ông Bình hàng đêm thường có tiếng hét của ai đó vang lên, khiến cho hàng xóm xung quanh sợ hãi vô cùng. Quay trở lại với thực tại, sau khi bà Yên đưa bức thư ra, ông Toàn biết là không thể nào giấu được chuyện ác của ông năm xưa nữa, nên ông mới nói. Thôi được rồi, có lẽ hai mẹ con bà cũng nên biết chuyện này. Đây là lỗi lầm quá khứ của tôi, mãi đến bây giờ cũng chưa thể nào quên được. Nếu như chuyến này mà tôi không qua khỏi được, thì hai mẹ con bà rời khỏi căn nhà này đi, đừng có ở đây nữa. Bà Yên mới nghe ông Toàn nói gở thì quát to lên. Cái ông này chỉ giỏi phủi phui cái mồm thôi, có chuyện gì thì nói ra cho mẹ con tôi biết xem nào. Ông Toàn nhìn bà Yên rồi quay qua nhìn thằng Huy và thở dài. 20 năm trước, tôi với ông Bình, với ông Vương là bạn thân của nhau. Ngày xưa thanh niên, ba đứa bọn tôi làm chung cho một nông trường. Bình với Vương trước khi vào nông trường thì ở nhà cũng thuộc dạng phá phách chơi bời vô cùng. Sau khi mà vào làm chung thì tu tâm dưỡng tính dần dần. Rồi cuối cùng một chuyện xảy ra mà bây giờ chính tôi đang phải trả lại cái nghiệp. Đó là vào một đêm khi vừa qua rằm trung thu mấy ngày của 20 năm về trước. Ánh mắt ông Toàn nhắm nghiền rồi bắt đầu nói. Vào một cái đêm tối trời vừa qua rằm trung thu mà hôm nay âm u lạ thường. Trong nông trường chăn nuôi giữa bạt ngàn xung quanh là đồng không mông quạnh. Bình, Toàn và Vương đang ngồi trên chiếc chiếu rách tả tơi. Bên trên thì đặt mấy quả xoài non và chai rượu trắng. Vương mới lè nhè nói. Uống đi Toàn. Tao là tao thấy mày ngoan nhất trong ba thằng tụi mình đó nghe. Uống đi. Ở trong này ngoài ông chủ ra thì chỉ có ba thằng được dựa tụi mình mà thôi. Uống tới bến đi mày. Toàn đưa ly rượu đắng ngắt lên rồi dốc hết vào miệng. Cố gắng nuốt xuống, cả khuôn mặt nhăn lên vì cái sự nóng và cay của rượu. Bình và Vương thấy Toàn uống hết thì cười lên hô hố rồi chọc. Chà chà, ra dáng là biết nhậu rồi đó nghe. Uống tiếp ly nữa nào. Toàn sau khi uống mấy ly rượu thì người bắt đầu lâng lâng choáng váng. Hai đứa kia thì vẫn còn chén chú chén ảnh. Trời về khuya thì xung quanh trang trại toàn là ruộng. Uống xong ba thằng rủ nhau ra đồng đi dạo cho mát. Bình thì còn tỉnh táo một chút, hai đứa kia thì đã say bét tè lè nhè rồi. Vừa đi vừa hát, vừa nói ba cái chuyện đầu đầu. Trên trời bỗng nhiên mây tan, lộ ra một chút ánh sáng của vầng trăng khuyết chưa lặn hết. Ba người cứ thế đi vòng vòng ra xa mấy cái cánh đồng trước mặt. Vì khu này chăn nuôi nên rất là xa dần. Bỗng ba người đang đi thì từ đằng xa có một người đi tới. Nghĩ là hoa mắt thôi, nhưng đến khi lại gần thì đúng là một người, mà còn lại là con gái nữa. Lúc này Bình và Vương chặn đường cô gái lại và hỏi. Cô em đấy à? Khuya thế này mà cô em còn đi đâu mà ra đồng không mông quạnh thế này, không sợ ma nó bắt đi đấy à? Cô gái kia đột nhiên gặp ba người đàn ông say xỉn ngay giữa đồng thế này thì vừa sợ mà vừa vui. Cô cũng trả lời. Dạ, em chào các anh. Em là người ở xa đến đây ạ. Nghe có người nói trong này có trang trại chăn nuôi tuyển người nên em cũng muốn vào xin làm việc ạ. Không biết đường cho nên đi lạc đến tận bây giờ mới đến đây. Vương lè nhè nói. Ấy chà chà,
Thế thì cô em tìm đúng đến nơi rồi đấy. Bọn anh cũng làm một trang trại chăn nuôi đó đây này. Đi theo bọn anh dẫn em đến ngay. Nói rồi Vương nháy mắt cho Bình kéo quay trở về. Toàn thấy thế cũng đành đi theo. Cô gái thì theo sau ba người một đoạn. Bỗng Toàn thấy Bình và Vương ghé tai nhau nói gì đó. Cậu chỉ nghe thoáng qua. Ngon quá, lâu rồi không có gái, tự nhiên đưa tới tận miệng thế này. Thịt đi mày. Toàn khi đó cũng còn ngu ngơ, kinh nghiệm sống chưa nhiều bằng hai người kia, nên cũng không hiểu rõ lắm ý của hai người. Bốn người cứ thất thểu đi vòng vòng trên mấy cái bờ ruộng. Mãi lúc sau Toàn mới nhận ra đây không phải là đường về trang trại. Cậu ta mới lên tiếng. Ê, tụi bay cái con đường này... Toàn chưa nói xong thì đã bị Vương quay lại lườm cho một cái khiến cậu im bặt. Cô gái thì đi sau họ một đoạn. Bỗng Vương quay qua ôm cổ Toàn rồi nói khẽ. Mày im cái miệng đi. Hôm nay bọn tao cho mày biết mùi đời là gì. Vương và Bình lúc này vòng ra phía sau đi sát vào gần cô gái. Lúc này Vương mới buông lời trêu ghẹo. Cô và gái có vẻ cũng như là một người chưa trải qua được những cái sự việc thế này. Thế cho nên cô thấy Vương và Bình tới gần hỏi thăm thì liền kể ra hoàn cảnh gia đình mình và cuộc đời khắc khổ của cô. Bình và Vương luôn tỏ ra an ủi, nhưng mà càng đi cánh đồng càng xa tít tắp. Trời càng khuya gió lạnh càng thổi thốc vào, cô gái bắt đầu run lên và cảm thấy có điều gì đó không đúng. Thế cho nên mới lên tiếng. Mấy anh ơi, sao mà đi lâu như vậy mà còn chưa có đến vậy ạ? Lúc này Bình và Vương mới lộ ra bộ mặt thật của mình. Chương 6. Tội ác trong đêm đen, hóa giải. Sau khi mà nghe cô gái hỏi thì Vương và Bình bắt đầu cợt nhả rồi mới đáp. Cô em à, cô em sao mà ngây thơ quá vậy? Giữa đêm hôm thế này mà lại sao tin vào người lạ như thế chứ? Ngoan ngoãn chiều các anh một tí đi, rồi các anh dẫn em vào trang trại, có chỗ ăn uống ngủ nghỉ cho cô em. Nói xong Vương sán vào túm lấy cô gái, xô cô ngã xuống đất. Cô ấy mới hét lên. Trời ơi, anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra, buông tôi ra. Có ai không cứu tôi với, có ai không cứu. Bình lúc này cũng sán vào. Đôi tay của hai người bắt đầu động thủ trên thân thể cô gái, mặc cho cô kêu khản cả cổ. Vương còn cười gằn lên mà nói. Cô kêu đi, kêu to lên. Nơi này đồng không mông quạnh, có kêu rách cả cổ ra cũng chẳng ai nghe thấy đâu. Hai người như hai con thú hoang lao vào cấu xé quần áo cô gái. Chỉ có Toàn sợ quá, đứng một bên giọng nói run lên. Tụi bay làm cái gì vậy? Không có hay đâu. Thôi tha cho cố đi. Vương quay lên nạt lại Toàn. Thôi cái đéo gì hả? Mày đúng là cái loại nhát như cái. Ngoan đứng đó, tí anh cho sờ mũi một tí. Toàn thì vì sợ nên cũng chẳng dám nói năng gì. Cậu đành giả điếc giả ngơ, quay mặt đi ra chỗ khác, mặc cho cô gái gào khóc, van xin thảm thiết. Tầm hơn một tiếng sau thì Vương và Bình mây khệ nệ đi lại chỗ Toàn. Bình lè nhè nói. Ngon quá mày ạ, đúng là gái quỷ có khác, lâu lắm rồi mới sảng khoái như vậy. Vương bên cạnh thì cũng không kém cạnh. Mày cứ nghe lời tao, kiểu gì chả có gái mà sơi. Đừng như cái thằng nhát gái này, mà mày có thi sờ mũi tí nào thì vào làm tí đi tao canh cho. Toàn không nói gì, cậu đi vào xem cô gái như thế nào. Khi Toàn vào thì thấy cô ấy nằm sụi lơ trên nền đất lạnh lẽo, sương trên trời đã bắt đầu rơi xuống. Cô gái hai mắt mở trừng trừng nhìn lên trời. Toàn nhặt lại bộ quần áo rách nát của cô rồi phủ lên. Cô gái không động cựa gì, khắp người cô bây giờ toàn là vết cào cấu, miệng thì còn rỉ ra máu tươi. Toàn cởi cái áo của mình đang mặc ra, mặc lên cho cô gái, rồi mới dìu cô đứng lên. Cô gái không nói không rằng, mặc kệ cho Toàn dìu đi. Khi mà đi đến chỗ Vương và Bình, thì đột nhiên cô gái như nổi điên vậy. Cô mới hét lên. Tao có chết, cũng phải nguyền rủa ba đứa chúng mày. Sẽ chết sớm mà thôi. Tao có làm ma cũng không tha cho chúng mày. Tao nguyền rủa chúng mày tuyệt tử tuyệt tôn. Nói xong cô tụt ra khỏi tay Toàn rồi lao đến cào cấu Bình và Vương. Cô dùng miệng cắn mạnh vào cánh tay của Vương rồi giật ra một mảng thịt ở cánh tay. Bình thì bị cào mấy cái lên mặt rách hết ra. Vương đau đớn hét lên, tay bịt vào chỗ vết thương đang chảy máu xối xả. Quá tức giận, Vương vớ được một cục đá ngay bờ ruộng, đập mạnh vào đầu cô gái mấy cái.
mạnh đến nỗi mà Toàn đứng cách đó một đoạn mà máu vẫn bắn mạnh lên mặt cậu ta. Chẳng biết là Vương đánh bao nhiêu lần, đến khi Bình và Toàn lao đến cản lại thì mới thôi. Bình cũng tức giận nên dùng chân đá vào bụng cô gái mấy cái cho bõ tức. Chỉ có Toàn là không làm gì, cậu cúi xuống đỡ cô gái lên. Nhưng mà cô bây giờ chỉ còn lại một cái xác không hồn mà thôi. Cái đầu bị Vương đập cho nát bét ra, khuôn mặt biến dạng hoàn toàn, tóc tai bết vào, trông đáng sợ vô cùng. Toàn thấy thế thì sợ quá ngồi bệt xuống đất, bò lùi về sau rồi mới nói lắp bắp. Cô ấy chết rồi, chúng mày giết người rồi, chúng mày giết người rồi. Vương thì vẫn còn ôm cánh tay đau nhức mà quát. Chết thì chôn, chết kệ mẹ nó, mày chưa thấy người chết bao giờ à? Vương nói xong thì ra hiệu cho Bình. Đi, hai đứa mày kéo cái xác đi lại chỗ cái ruộng này, có cái ruộng hoang đấy. Tao đi về kiếm cái xẻng ra, đào cái lỗ ném gió xuống, có cái mẹ gì đâu mà sợ. Bình lúc này cũng chẳng sợ sệt gì khi nghe Vương nói vậy, chỉ có Toàn là rất sợ, cậu đứng nhìn cái xác mà run lên từng hồi. Bình mới nói, kéo cái xác đi vào ruộng hoang với tao đi mày, nhìn ghê bỏ mẹ ra nhỉ. Hai người túm lấy cái tay của cái xác, kéo vào trong cái ruộng bỏ hoang chờ Vương ra. Vương đi một lúc thì quay lại với cái xẻng trên tay. Vương và Bình bắt đầu thay nhau đào. Toàn thì sợ quá, cầm xẻng cứ trượt lên trượt xuống, khiến cho Vương bực mình quá mới quát lên. Mày đúng là cái đồ ăn hại Toàn ơi, chẳng làm nên cái tích sự gì, phải huấn luyện lại cho mày thôi. Sau khi mà chôn xong cái xác, Bình và Vương vác xẻng đi trước. Toàn còn nán lại quỳ xuống đất, lạy mấy cái rồi mới nói khẽ. Tôi xin lỗi cô, tôi không có sức để bảo vệ cho cô, tôi có lỗi với cô vậy. Nói xong Toàn đứng dậy chạy theo hai người kia. Chuyện này cứ thế trôi đi, dường như cô gái ấy chưa từng xuất hiện ở nơi đây vậy. Cho đến nửa tháng sau, Vương đột nhiên đổ bệnh, cả người lúc nào cũng run lên cầm cập. Da bắt đầu xuất hiện mấy cái mụn nhỏ có mủ nữa, rồi dần dần chúng lan ra khắp người. Cả người Vương ngày càng bị lở loét, trông gây sợ vô cùng. Có một hôm thì Vương gọi Bình và Toàn vào trong phòng rồi mới nói. Tao thấy nó tìm về rồi. Tao thấy nó tìm về rồi. Nó tìm về trả thù tao rồi. Chúng mày xem đây này. Nói xong Vương vạch quần, kéo hạ bộ của mình ra. Nhưng bây giờ nó không còn hình dạng ban đầu nữa. Hạ bộ của Vương bị lở loét, máu mủ bầy nhầy trông khủng khiếp vô cùng. Vương mới nói với Bình và Toàn. Chắc tao không ở đây được nữa rồi. Đêm nào nó cũng hiện về dọa tao. Tao sợ quá. Bình lên tiếng hỏi. Nãy giờ mày nói chuyện gì tao không có hiểu. Nó là ai mà dọa được mày chứ? Vương lúc này mới nói khẽ. Chúng mày không nhớ 20 ngày trước, tụi mình chôn con bé kia ở ngoài ruộng hoang à? Bây giờ đêm nào tao cũng thấy nó về. Mấy hôm nay người tao bị như thế này, tao nghĩ là do nó làm. Tuần trước tao thèm gái quá, có chạy vào trong xã tìm một con em giải quyết. Đến khi xong chuyện thì tao thấy khuôn mặt nó rất giống cái con bé hôm trước ở ngoài cánh đồng. Nó nhìn tao rồi cười lên nghe khủng khiếp vô cùng. Rồi từ hôm ấy tao bị như vậy luôn nè. Ba người bàn bạc định rời khỏi trang trại sau khi lấy tháng lương tiếp theo. Nhưng mà thật không ngờ là hai ngày sau trang trại xảy ra cháy, ngọn lửa thiêu rụi tất cả. Ba người nhanh chân chạy thoát được. Nhưng mà khi quay về mọi thứ chỉ còn lại một đống đổ nát mà thôi. Ông chủ trả cho mỗi người một ít tiền lương rồi cho ba người rời đi. Vương rủ Bình và Toàn đi xuống Hải Phòng bắt tàu vào trong Nam đi làm. Tuy nhiên là đêm thứ hai khi ba người vừa rời khỏi trang trại thì cả người Vương bệnh nặng hơn. Đi đến đâu nghe mùi hôi bốc lên đến đó. Ba người tìm được một căn chòi bỏ hoang ngay bìa rừng nơi con đường mòn Vương dẫn bọn họ qua Hải Phòng. Đêm đó có một vị khách không mời mà đến. Đó là một người đàn ông trung niên. Nửa đêm ba người đang ngủ thì có tiếng nói ở bên ngoài căn lều. Bên trong có người không? Cho tôi ngủ nhờ một đêm với. Toàn tỉnh dậy đầu tiên, cậu đi ra nhìn thấy đó là một người đàn ông. Cậu mới lên tiếng nói. Chào bác ạ, chẳng biết bác đi đâu mà đêm tối còn ở trong này. Người đàn ông mới nói. Tôi có việc nên đi đường về đến đây thì muộn quá rồi, cũng may nhìn thấy cái lều này.
Toàn nghe ông ấy nói xong thì liền mời vào nhà, vì Toàn nghĩ ba người cũng chẳng có tài sản gì quý giá. Nếu như ông ấy là cướp, cũng chẳng có gì cho ông ta cướp. Bình và Vương cũng tỉnh dậy, ngồi trên nền đất của căn lều. Người đàn ông trung niên đi vào lấy ra một chai rượu trắng, một nắm sợi to rồi mới nói: "Mời các cậu ăn chút xôi, uống ly rượu cho ấm bụng." Ba người đi đường cả ngày cũng có ăn chút đồ ăn, nhưng bây giờ đã đói meo rồi. Thấy nắm xôi thì bụng kêu lên ùng ục. Bốn người chén chú trên anh. Sau khi đã làm quen sơ sơ thì người đàn ông trung niên mới nhìn ba người thanh niên trước mặt mà nói: "Không giấu gì các cậu, tôi là người Hoa qua bên này làm ăn, nay có chuyện nên đi qua đây. Tình cờ gặp các cậu, âu cũng là cái duyên của chúng ta. Tôi cũng có học chút bùa chú trừ tà, nhìn thấy ân đường của ba cậu có một chút chấm đen xuất hiện rồi. Khi nãy tôi còn nhìn thấy một vong hồn con gái đang đi theo các cậu, nhưng mà nó chưa mạnh nên không có trực tiếp giết các cậu được đâu." Ba người nghe thấy vậy thì sửng sốt và sợ hãi vô cùng, nhưng mà Vương cũng không phải dạng vừa, cậu gằn giọng mà nói: "Ông có thật là thầy không, hay là đang lừa chúng tôi đó?" Người đàn ông cười cười rồi đáp: "Cậu xem, người cậu bây giờ có đỡ đau nhức hay chưa?" Vương nhìn lại người mình, cảm giác đúng là không đau nhức vì bị lở loét nữa. Ba người lúc này mới biết được oan hồn cô gái đang đi theo họ. Bình mới nói: Thế bây giờ theo bác thì bọn tôi nên làm cách nào? Bọn tôi cũng không ngờ được cái chuyện này. Tôi vẫn không tin được trên đời này có ma có quỷ đó." Người đàn ông nghe Bình nói xong thì không nói gì thêm, chỉ lấy ra trong người ba lá bùa màu vàng nhỏ. Búng tay một cái, ba lá bùa bùng cháy. Sau đó ông ấy hóa tro của ba lá bùa vào ba chén rượu rồi đưa cho ba người: "Uống hết ba chén rượu này đi, oán khí trên người các cậu sẽ bị tiêu trừ, còn ma nữ nó sẽ mất dấu các cậu. Nhưng mà muốn diệt trừ tận gốc thì nên dẫn tôi đến chỗ khế xác, tôi sẽ yểm bùa lên nó cho các cậu." Ba người ngần ngừ không dám uống chén rượu, nhưng mà rồi cuối cùng Vương là người uống đầu tiên, Bình và Toàn uống sau. Sáng hôm sau, ba người dẫn người đàn ông trung niên kia quay trở lại cái ruộng hoang nơi chôn cái xác cô gái. Đợi đến đêm, ông ta đóng chín cái đinh sắt lên trên huyệt mộ, rồi chôn thêm mấy cái lá bùa xuống dưới nữa. Chỉ nghe một cái tiếng hét lên từ trong màn đêm rồi im bặt. Sau khi làm xong mọi chuyện, người đàn ông đưa ra cho ba người mỗi người một lá bùa màu đỏ như máu, rồi mới nói: "Chúng ta gặp nhau e cũng là cái duyên. Tôi cũng chỉ giúp được cho các cậu đến đây mà thôi. Có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Lá bùa này là bùa bảo mệnh cho các cậu. Sau này các cậu chỉ cần đặt nó dưới bàn thờ gia tiên là được thôi. Nếu như tôi chết thì bùa ngải này mới bị phản phệ. Tuy nhiên có lá bùa này thì các anh cứ yên tâm mà sống." Sau khi dặn dò ba người thì người đàn ông kia rời đi trong đêm. Ba người quay lại Thái Bình rồi chia nhau ra ai đi đường người đó. Lâu lâu giữ liên lạc với nhau qua đường bưu điện. Thoáng cái mà thời gian trôi qua thêm 10 năm nữa, Bình bây giờ cũng đã lập gia đình, Toàn cũng như vậy. Sự việc 10 năm trước họ quên và dĩ vãng, chỉ có Vương là ở một mình không có vợ có con. Cứ ngỡ những ngày tháng đó trôi qua yên bình, nhưng thật ra không ngờ rằng vào một tuần trước khi cái chết của Vương xảy ra, Vương có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình vậy. Cả tuần nay Vương đều mơ tới người con gái của 10 năm trước cứ hiện về trong giấc mơ của cậu. Khuôn mặt không khác gì cái lúc mà cô ta bị Vương đập chết. Trên người Vương một tuần nay lại xuất hiện những cái mụn nhọt như 10 năm trước. Có cảm giác không lành, Vương mới tìm đến nhà Bình. Thế nhưng mà Bình chẳng có cảm giác gì xảy ra. Vương lại một mình quay trở về chốn cũ, nơi cái ruộng hoang mà 10 năm trước họ chôn xác cô gái ở đó. Hóa ra nơi đó đã được người ta đào xới, cải tạo thành một khu nhà ở. Khi đào móng họ đào được cái xác cô gái. Hóa ra cái bùa ngải mà ông thầy tàu kia yểm vào thì đã bị phá vỡ rồi. Có lẽ ông ta cũng đã mất mạng vì bị phản phệ mất rồi. Vương quay trở về nhà mình, tìm lại cái lá bùa năm xưa, nhưng mà tìm hết tất cả ngóc ngách trong nhà cũng không tài nào tìm ra lá bùa. Một tuần nữa trôi qua, người Vương ngày càng bị lở loét nặng hơn, cả người bắt đầu thối rữa. Đêm nay trong giấc mơ, Vương nhìn thấy cô gái ấy đến, khuôn mặt thì nát bét, nhìn Vương rồi mặt giọng nói vàng lên: "Đã đến lúc mày phải đền tội rồi." Nói rồi cô ta nhấc Vương lên, treo cổ Vương vào một sợi dây tòng lọng đã cột sẵn trên nóc nhà. Vương giật mình tỉnh dậy, thấy cổ mình cũng đang đặt vào dây tòng lọng, vội vàng tháo ra để tuột xuống, nhưng mà không ngờ không tài nào thoát ra được. Cổ Vương bị siết chặt hơn.
Từ trên người Vương những cái mụn nhọt bắt đầu bể ra, máu mủ từ đó chảy ra ngoài, nhỏ xuống dưới nền nhà, bốc lên một cái mùi hôi thối vô cùng. Mấy ngày hôm sau, người ta mới phát hiện ra cái chết của Vương. Vì Vương thì không có anh em họ hàng thân thích, cho nên làng xóm tổ chức đưa tang. Trước khi chết, Vương viết cho Bình và Toàn mỗi người một lá thư. Vương cũng có nói rõ rằng đã đến lúc trả lại tội lỗi của một thời trẻ tuổi rồi. Mấy ngày sau cái chết của Vương, Bình cũng bắt đầu mơ thấy ác mộng. Cũng may là hắn ta vẫn còn giữ được lá bùa năm xưa mà giữ được lại cái mạng của mình. Lá bùa phát huy tác dụng, đánh cho con ma nữ sắp hồn siêu phách lạc, khiến nó phải chạy trốn. Cứ thế, Bình và Toàn yên ổn sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ, thời gian rồi trôi qua thêm 10 năm nữa. Quay trở lại thực tại, ông Toàn ngồi kể lại tội lỗi mà 20 năm trước, ông và hai người bạn đã gây ra cô gái xấu số cho vợ và con trai mình nghe. Nghe ông Toàn kể xong, bà Yên mới nói: "Sao cái ngày đó ông không đứng ra bảo vệ cô gái ấy hả? Trời ơi là trời, thế bây giờ mẹ con tôi phải làm sao? Con trai ông phải làm sao đây hả? Nó tìm tới ông rồi có phải không?" Ông Toàn gật đầu rồi đáp: "Đúng rồi, mấy ngày nay tôi xảy ra chuyện cũng vì cô ta tìm tôi. Có lẽ cũng đã đến lúc tôi phải chịu tội rồi." Nghe bố mình nói vậy, Huy mới nói lại: "Bố, con biết bố ngày xưa cũng là đồng phạm, nhưng mà bố không xâm phạm thân thể cô ta. Bố cũng không làm gì có tội với cô ta. Bố cứ ở nhà chờ con đi mấy hôm rồi con quay về." Nói rồi Huy vào nhà, cầm theo thứ đồ rồi chạy ra khỏi nhà ngay trong đêm. Cậu trước đây phiêu bạt trên Hà Nội, có quen một ông thầy tàu khá nổi tiếng về bùa chú. Cậu muốn tìm ông ấy về cứu ông Bình. Hai ngày sau Huy tìm được ông thầy tàu kia, cầu xin ông ấy cứu bố mình. Cuối cùng Huy mời được ông ấy về nhà mình. Khi mà ông thầy tàu vừa bước vào trong nhà thì liền nói: "Trong nhà này có mùi của cha tôi." Sau khi hỏi chuyện thì hóa ra người này lại chính là con trai của vị thầy tàu năm xưa. Có lẽ cái mạng của ông Toàn chưa đến lúc phải chết thì phải. Cũng may năm xưa ông không làm gì có lỗi với cô gái ấy, nhưng mà ông cũng vô tình thành đồng phạm với hai người kia, cho nên bị cô gái đem hận thù gieo lên. Vị thầy tàu mới bày ra một đàn lễ vô cùng lớn vào cái đêm đến nhà ông Toàn. Ông ấy muốn làm lễ cầu siêu hóa giải sát nghiệp cho cô gái. Cũng may là cô ta chưa trở nên hung dữ, cho nên trong đêm đó, oan hồn cô gái đã chấp nhận đi đầu thai và chấp nhận tha thứ cho ông Toàn. Sau khi mà chuyện đó trôi qua, ông Toàn tìm về cái nghĩa trang có ngôi mộ vô danh mà theo thầy tàu nói thì đó là nơi chôn xác cô gái khi xưa bị đào lên. Ông Toàn xin phép chính quyền đưa xương cốt cô gái về nhà mình, ngày ngày thờ cúng, ăn chay niệm Phật với mong muốn hóa giải đi những tội ác mình đã gây ra. Kể từ đó trở đi, ông Toàn sống khỏe mạnh vô cùng, chẳng còn bị những cơn ác mộng bám lấy thêm nữa. Và câu chuyện thì cũng kết thúc ở đây. Chuyện thì cũng được, nhưng mà mình thấy có một chi tiết, đó là cái ông thầy tàu đầu tiên ấy, mà lúc gặp ba người Toàn, Vương, Bình ấy, thấy hơi ảo ma nhỉ. Chỉ vô tình gặp nhau trong một đêm đông mà ông đã hết lòng ông giúp, rồi ông yểm bùa cả cái xác, rồi ông cho bùa uống để sống thêm mấy chục năm nữa. Xong đoạn cuối lại gặp chính con trai của ông đi yểm tiếp. Mình cứ tưởng là ông Toàn này sẽ phải chết cơ. Thật ra thì người ta bảo không biết là không có tội, nhưng mà ông Toàn này cũng là một người đồng phạm đã tham gia vào. Mặc dù là không hiếp dâm cô gái, không giết cô đâu, nhưng mà chính vì cái sự vô tâm của ông mới khiến cô gái phải chết và khiến cô có một cái kết cục đầy đau đớn. Còn ông Vương và ông Bình thì chết hoàn toàn xứng đáng, không có gì phải thắc mắc cả. Nhưng mà mình thấy cái kết nó hơi cụt ngủn một chút, kiểu như tác giả viết cho xong. Nhưng nói gì đi nữa, đây vẫn là một câu chuyện mà quá là hay luôn, đúng không nào? Về video này thì đừng quên like và share. Thêm vào đó là subscribe Đảo Kinh Dị ngay lập tức để đón xem những câu chuyện mà còn hấp dẫn hơn nữa nhá. Chân thành cảm ơn các bạn.